Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phim còn chưa chính thức công bố diễn viên chính, Lệ Dịnh, Dương Mịch, Bỗng Cực Cháy trong tạo hình của trang mới do fan thiết kế để thỏa mong ước. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phần Nguyệt Hồng Thiên và Dự Phượng Hành dự đoán do Dương Mịch và Triều Lệ Dịnh đóng chính. Dù chưa xác nhận, nhưng fan đã rần rần design ảnh tạo hình cho nhân vật mà hai nữ diễn viên sẽ đảm nhận. Được biết, dự kiến hai bộ phim này phải đến tháng 6 mới khai máy là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phần Nguyệt Hồng Thiên và Dự Phượng Hành. Theo nhiều lời đồn đoán, Dương Mịch được chọn vào vai nữ chính phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, còn Triệu Lệ Dịnh được chọn vào Dự Phượng Hành. Cụ thể nguyên nhân xuất hiện tin đồn này, mới đây Seoul đưa tin Dương Mịch xác nhận cô tham gia đoàn phim mới từ tháng 6. Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng, nữ vương của tộc Hồ Yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ, đạo diễn có thể sử dụng yêu thuật của Hồ Ly. Còn về phim Dự Phượng Hành, hình ảnh Triệu Lệ Dịnh tập luyện thương pháp đã được phòng làm việc của cô nàng đăng tải. Khán giả nhờ đó cũng chắc chắn tin đồn Triệu Lệ Dịnh tham gia Dự Phượng Hành là chính xác. Thế nhưng fan của cả hai có vẻ không chịu nổi, đã rần rần design ảnh tạo hình cho nhân vật mà Dương Mịch và Triệu Lệ Dịnh sẽ đảm nhận. Với Dương Mịch, nữ diễn viên sẽ hóa thân thành Hồ Yêu, có thể là vai nữ cường. Fan của Dương Mịch đua nhau thiết kế tạo hình cho cô, hầu hết đều là tông đỏ chủ đạo, tạo hình còn thêm bắt mắt hơn với đôi mắt ma mị, đôi tai hồ ly trông vừa đáng yêu, vừa đẹp lại hút mắt. Fan của Triệu Lệ Dịnh cũng chẳng vừa gì khi design ảnh cho thần tượng vô cùng có tâm. Đảm nhận vai nữ chính Thẩm Ly, một vị thần thượng cổ pháp lực cao cường, nên lần này Triệu Lệ Dịnh được fan làm mạnh với vẻ ngoài xinh đẹp, quyền lực và đầy ngạo khí. Nhìn chung, nếu tạo hình của Thẩm Ly trên phim có thể được phần nào như ảnh fan design, chắc người từng đọc truyện cũng rất yên tâm với tác phẩm. Các fan hâm mộ tiếp tục mong chờ những design nhân vật của mình để trở thành sự thật với hai bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên mà mình yêu thích. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.